Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem video của mình nha. Nên mình sẽ chỉ mọi người cách chỉnh remote máy lạnh từ độ F sang độ C và độ C sang độ F nha mọi người. Đó, máy lạnh Nagakawa. Hiện tại là tên remote của máy lạnh đó, nó nằm 75 độ F. Mình muốn chỉnh qua độ C thì mình coi ở đằng sau có nút gạt. Chữ F, nó gạt lên chữ F đó là thành độ F. Mà chữ C thì đổi C nha mọi người. Cái này là chỉnh trên remote thôi nha. Mình muốn chỉnh thì mình gạt xuống nút nút C thì nó qua đổi C. Mình muốn chỉnh qua thì mình phải tháo pin ra trên remote nó mới chuyển qua thành đổi C nha mọi người. Hiện tại là nó 75 độ. Giờ mình tháo pin ra mình gắn vô lại là nó sẽ xuống lại thành đổi C. Đó, tháo ra gắn vô lại thành đổi C. Còn 23 độ nha mọi người. Đó. Nhưng mà tay máy lạnh thì nó không có súng đâu nha. Máy lạnh thì nó vẫn nằm 75 độ F. Muốn chỉnh tay máy lạnh thì mình phải tắt cái nguồn điện của máy lạnh. Tắt nguồn điện CP này, đúng rồi. Xong mình bật lên. Xong rồi mình bấm mở cho máy chạy nha mọi người. Mở máy lên. Xong rồi mình bấm nút select chế độ ngủ XLEEB. Đó, XLEEB. Bấm 8 lần nha mọi người. Đúng 8 lần nha. Bấm 9 lần mình không có chịu trách nhiệm nữa. Bấm đủ 8 lần. Đúng 8 lần xong là nó kêu cái tích tích một cái là tự nó sẽ chuyển qua độ C cho mình. Còn mình muốn chuyển qua độ F thì mình cũng làm ngược lại thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đang xem video của mình nha. Mọi người thấy hay mà ai làm được á thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Tạm biệt mọi người.